Liệu bác này một cuốn Dingo Đông Dương nhé. Cuốn này nó 3 tháng tuổi rồi. Dingo Đông Dương. Giới tính đực nha, 3 tháng. Cún đang đang ở tại trại Yên Phết Tam Đảo nha. Nhìn đẹp không? Nét quá nét luôn. Mặt nạ rõ. Bốn chân đeo cũng trắng luôn, trắng tất trắng luôn. Đuôi thì bông dài. Đầu chia đôi rất là rõ, hoang. Đuôi bông dài. Nhìn cung cao ấy. Dingo Đông Dương.